Thế giới của những con Tia Mobula hay cá đuối quỷ có thể vượt qua mọi rào cản giữa các đại dương, vượt qua cả ranh giới giữa các vùng biển nông và những khu vực sâu nhất của biển cả. Và thậm chí là thử thách cuối cùng của đại dương, ranh giới giữa biển và bầu trời. Được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và ôn đới trên khắp thế giới, Tia Mobula chứa một số sinh vật đáng kinh ngạc nhất từng xuất hiện trên hành tinh này. Có hơn 500 loài cá đuối trong đại dương, nhưng chỉ có 11 họ cá đuối Mobula khác nhau. Tất cả chúng đều có cấu trúc cơ thể theo hình dạng kim cương riêng biệt, với một đôi cánh cho phép chúng lướt đi nhanh trong nước để thể hiện vẻ xinh đẹp, lịch lãm và vô cùng duyên dáng của mình. Thỉnh thoảng, một số loài cá đuối bay có kích thước nhỏ sẽ tụ tập cùng nhau với một số lượng đáng kinh ngạc. Chúng bay lên khỏi mặt nước trong những bước nhảy ba lê ấn tượng. Một số loài cá đuối bay khác thì cực kỳ to lớn. Chúng to lớn đến mức cơ thể của chúng dường như đang thách thức trọng lực. Cá đuối khổng lồ đại dương là loài cá đuối lớn nhất trên thế giới, với sải cánh có thể dài tới hơn 8 mét. Kích thước khổng lồ khiến chúng nổi bật lên trong đại dương xanh thẳm. Chúng làm con người say mê, và chỉ có những người may mắn nhất mới có cơ hội tận mắt ngắm nhìn chúng trong đại dương. Nhưng không chỉ có kích thước to lớn, chúng còn rất hòa đồng và thường tò mò về sự xuất hiện của các thợ lặn con người. Điều này là do cá đuối khổng lồ cũng là một loài động vật rất thông minh. Cá đuối có bộ não lớn bậc nhất trong thế giới của loài cá. Tỷ lệ não so với cơ thể của cá đuối lớn hơn khá nhiều nếu so sánh với loài cá mập vòi khổng lồ. Và hóa ra, những con cá đuối khổng lồ đại dương còn có nhiều bí ẩn hơn so với những gì con người từng được biết. Cho đến gần đây, các nhà khoa học đã liệt kê cá đuối khổng lồ và cá đuối rặng san hô vào chi manta. Nhưng việc phân tích sâu hơn về hình thái và di truyền của chúng đã khiến người ta phải xem xét lại và xếp chúng vào chi Mobula cùng với các loài cá đuối nhỏ hơn. Và giờ đây, các nhà khoa học đang biết rằng cá đuối khổng lồ ở đại dương không phải là loài động vật mà họ từng nghĩ. Nó không đơn giản chỉ là một loài cá ăn sinh vật phù du ở vùng nước nông, mà là loài sống ẩn dật ở biển sâu. Chúng có khả năng di chuyển hiệu quả đến mức các nhóm nhà khoa học chế tạo robot trên khắp thế giới đang nỗ lực để mô phỏng lại chuyển động của nó. Loài cá đuối khổng lồ không chỉ lặn sâu hơn chúng ta nghĩ, nó cũng là loài có cách di chuyển hiệu quả hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Người ta cũng từng quan sát thấy rằng cá đuối khổng lồ có thể nhanh chóng thay đổi màu sắc và kiểu dáng của chúng. Điều này về cơ bản là chưa từng có trong thế giới của loài cá mang tấm Elasmobranchs. Cá đuối khổng lồ rất to lớn, thông minh và vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Tại sao loài cá đuối đại dương lại tiến hóa để trở nên khổng lồ đến vậy? Và làm thế nào mà một cơ thể to lớn lại có thể di chuyển hiệu quả như thế? Chúng đang làm gì khi lặn xuống độ sâu lạnh lẽo và tối tăm của đại dương? Và việc chúng thay đổi màu sắc có ý nghĩa gì? Video này đi tìm hiểu những bí mật của loài cá đuối đại dương khổng lồ. Khi cá đuối đại dương khổng lồ lướt qua mặt nước, nó vỗ cặp vây ngực khổng lồ tạo ra một cảm giác như đang bay. Khi Tia Mobula phân tách khỏi loài cá mập trong khoảng 200 triệu năm trước, vây ngực của chúng đã mở rộng ra và tạo thành một thứ mà ngày nay chúng ta gọi là đĩa. Đối với loài cá đuối khổng lồ ở đại dương, sự mở rộng này là cực kỳ lớn. Sải cánh của chúng có thể đạt tới hơn 8 mét. Vây ngực của chúng chiếm khoảng 85% chiều dài cơ thể. Đối với những con cá mập có kích thước tương tự, vây ngực của chúng chỉ chiếm 10-15% chiều dài cơ thể. Nhưng đôi cánh khổng lồ như vậy mang lại lợi ích gì so với hình dạng cơ thể điển hình hơn của cá mập? Khi quan sát hành vi của cá đuối khổng lồ so với cá mập trắng lớn có kích thước tương tự, ta thấy rằng cá mập trắng là loài bơi nhanh, mạnh mẽ, nhưng tốc độ bùng nổ của nó chỉ đến từ một hướng. Thật khó để những con cá mập trắng vĩ đại có thể săn được con mồi linh hoạt hơn. Hãy so sánh điều này với loài cá đuối. Chúng thường bơi thành những vòng lộn nhào chặt chẽ, có thể đổi hướng liên tục để săn các cụm sinh vật phù du hoặc để trốn tránh những kẻ săn mồi khác. Khả năng cơ động và sự nhanh nhẹn của nó hầu như chưa từng được quan sát thấy ở những loài động vật to lớn như vậy. Đó là nhờ một phần lớn đôi cánh to và rất linh hoạt của cá đuối khổng lồ. Mặc dù hình dạng tổng thể của chiếc vây cá đuối tương tự như cánh chim, nhưng chiếc vây này có thể nhấp nhô và uốn cong theo nhiều cách hơn cánh chim. Cá đuối có nhiều cấu trúc hỗ trợ bên trong vây ngực và tất cả các cấu trúc này đều có thể được điều khiển riêng biệt. Tuy nhiên, việc cơ động dù có hữu ích trong việc săn mồi hay lẩn tránh kẻ săn mồi, thì nó cũng có những bất cập cần phải trả giá. Khả năng cơ động đơn giản là sự không ổn định. Và nếu không được kiểm soát và có sự ổn định tốt, động vật không thể di chuyển đều đặn và hiệu quả theo một lộ trình đã được đặt ra trước đó. May mắn thay, cá đuối khổng lồ có thể tạo ra sự cân bằng giữa những đặc điểm đối lập này. Chúng đã làm tốt trong cả nhiệm vụ cơ động lẫn duy trì sự ổn định và hiệu quả. Một cách để cá đuối duy trì sự ổn định là đôi cánh dài hơn và hẹp hơn so với tỷ lệ cơ thể. Thiết kế này giúp chúng tối ưu khi lướt qua các vùng nước rộng lớn của đại dương. Nó giống như khi một người đi trên giày cầm theo một cây sào dài khi họ bước đi. Chiều dài tăng thêm giúp giữ thăng bằng cho cơ thể. Các cánh có tỷ lệ khung hình cao cũng giúp tạo ra lực nâng hiệu quả. Và cách cá đuối sử dụng vây ngực cũng giúp cho việc bơi lội của nó đạt hiệu quả cao và đôi khi là nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Trung bình, cá đuối khổng lồ bơi với tốc độ khoảng 15 km/h. Nhưng khi phải trốn tránh nguy hiểm, chúng có thể bơi với tốc độ lên tới 35 km/h. Cá đuối kết hợp chuyển động của vây với chuyển động nhấp nhô. Dao động là sự va đập cánh lên xuống, tạo ra lực đẩy và lực nâng lớn. Nhưng cùng lúc đó, đôi cánh đang dao động lên xuống cũng sẽ nhấp nhô, gửi một làn sóng di chuyển từ cơ thể ra phía ngoài, tới các đầu cánh linh hoạt của nó. Khi cá đuối khổng lồ vỗ theo cách này, các vây của chúng làm xáo trộn vùng nước và tạo ra các dòng xoáy đẩy vào vùng nước xung quanh và đẩy con vật về phía trước. Và hai kiểu chuyển động này khiến cá đuối khổng lồ trở thành một loài bơi lội cực kỳ hiệu quả. Các nhà khoa học đã đo được hiệu suất đẩy của chúng là 89%. Hiệu suất này mạnh mẽ và hiệu quả đến mức các nhà nghiên cứu đang tìm cách thiết kế các phương tiện tự hành dưới nước được mô phỏng theo hình dáng và khả năng của loài cá khổng lồ. Họ hy vọng những cỗ máy được lấy cảm hứng từ các thiết kế của tự nhiên sẽ có thể giúp lập bản đồ đáy biển, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, cũng như kiểm tra công nghệ dưới nước một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các công nghệ hiện tại. Dựa vào hình dáng giống chiếc bánh kép và đôi cánh vỗ của chúng, bạn có thể cho rằng các loài cá đuối Mobula là một phiên bản lớn hơn của cá đuối gai đồng. Đúng là tất cả chúng đều thuộc phân lớp Elasmobranch của cá sụn, cũng như cá mập và cá đuối. Nhưng có một số khác biệt đáng kể giữa Mobula và cá đuối gai đồng. Mobula có miệng ở phía trước cơ thể, chứ không phải bên dưới. Chúng có thùy đầu là hai phần phụ giống như vây quanh miệng. Cấu tạo này không giống như phần đầu của hầu hết cá đuối gai đồng, và những thùy não này không có bất kỳ khả năng cảm nhận điện nào. Đúng hơn thì chúng ở đó để giúp đưa nước và sinh vật phù du thẳng vào miệng. Các thùy đầu này khiến cá đuối Mobula là loài động vật có xương sống duy nhất, có 6 phần phụ theo cặp thay vì 4. Chúng có 2 phần ở miệng, 2 vây ngực đóng vai trò là đôi cánh và 2 vây bụng ở phía sau. Mặc dù cá đuối gai đồng có ngòi đốt dài, nhưng ở hầu hết các loài Mobula, kể cả cá đuối khổng lồ, đuôi của chúng đã mất khả năng đốt. Và đôi khi mọi người còn không nhận ra sự tồn tại của chiếc đuôi. Một trong những đặc điểm khác là thứ mà bạn không thể nhìn thấy trừ khi bạn đến gần và quan sát trực tiếp một trong hai loài này, đó là răng của chúng. Cá đuối gai độc có răng nghiền giúp chúng ăn động vật giáp xác và cá. Mặt khác, cá đuối Mobula chỉ có răng ở hàm dưới. Đây cũng chỉ là những chiếc răng nhỏ, hình chốt và không đều nhau. Chúng cũng khá vô dụng trong việc nhai con mồi. Đối với loài Mobula, chúng chỉ sử dụng những chiếc răng này trong việc giao phối, khi con đực cần bám vào con cái. Thay vì nghiền nát con mồi, cá đuối Mobula là loài ăn lọc. Khi số lượng sinh vật phù du dồi dào, chúng chỉ việc mở miệng và bơi qua. Thậm chí chúng còn không cần đến lực hút. Mọi thứ trên đường đi đều rơi vào khoang miệng lớn của chúng. Cá đuối lọc con mồi thông qua màng của mình. Từ các hồ sơ hóa thạch, người ta biết được rằng quá trình chuyển đổi từ việc nhai và nuốt con mồi qua ăn lọc của cá đuối Mobula bắt đầu từ khoảng trước 50 triệu năm trước. Có lẽ là sau sự kiện tuyệt chủng của loài khủng long, khoảng 66 triệu năm trước. Khi này, một số loài động vật săn mồi to lớn ở đại dương biến mất, mở ra một môi trường thích hợp và rộng lớn cho sinh vật phù du. Ngoài ra, còn có một sự kiện địa chất được gọi là nhiệt độ cực đại thế Paleocene-Eocene, diễn ra khoảng 55 triệu năm trước. Lúc này, nhiệt độ toàn cầu tăng lên từ 5 đến 8 độ C, dẫn đến sự phát triển bùng nổ của sinh vật phù du. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì cá đuối Mobula cũng đã trở thành loài động vật ăn sinh vật phù du. Và quá trình này xảy ra đã dẫn đến một sự kiện đáng chú ý khác. Những con cá đuối đã phát triển và trở nên khổng lồ. Nhưng làm thế nào mà chế độ ăn chỉ bao gồm những sinh vật phù du nhỏ bé lại khiến cho loài sinh vật này trở nên to lớn như vậy? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khả năng khổng lồ hóa không bị giới hạn bởi cấp độ dinh dưỡng, hay còn gọi là loại thức ăn mà động vật đang ăn, mà nó phụ thuộc vào chất lượng và sự phong phú của loại thức ăn đó, cũng như khả năng khai thác thức ăn của loài động vật đi săn. Có một lý thuyết sinh học về khái niệm này được gọi là quy tắc Koch. Giả thuyết này cho rằng các dòng dõi tiến hóa có xu hướng tăng kích thước theo thời gian, bởi vì việc to ra sẽ cải thiện khả năng sống sót. Đối với các loài động vật săn mồi đỉnh cao thì điều này chỉ đúng ở một mức độ nào đó. Sẽ chẳng có ích gì khi chỉ lớn hơn về mặt kích thước để trở nên không có kẻ thù. Nhưng đối với những loài ăn sinh vật phù du, to lớn hơn sẽ mang lại lợi thế tốt hơn. Kích thước lớn giúp chúng có phạm vi kiếm ăn tăng lên, vì hiệu quả bơi lội sẽ cao hơn, cho phép chúng di chuyển xa hơn để tìm kiếm sinh vật phù du. Và khả năng lưu trữ năng lượng lớn cũng cho phép chúng thực hiện những cuộc hành trình xa hơn giữa các vùng có con mồi dồi dào mà không phải bổ sung thức ăn liên tục. Miệng lớn hơn và diện tích cơ thể tăng lên cũng cho phép chúng xử lý nhiều nước hơn và thu thập nhiều sinh vật phù du hơn. Nhưng có lẽ lợi thế lớn nhất của việc có kích thước lớn như vậy là chúng sẽ ít có khả năng bị ăn thịt hơn. Và một con cá đuối trưởng thành cũng có rất ít kẻ thù tự nhiên. Nhưng trên thực tế, lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng các loài động vật lớn hơn cũng có nhiều nguy cơ tuyệt chủng hơn, bởi vì các sinh vật lớn thường dễ bị tổn thương hơn trước các khủng hoảng môi trường, do chúng cần một lượng thức ăn và tài nguyên nhiều hơn. Thời gian sinh sản kéo dài cũng là một yếu tố bất lợi cho chúng. Các sinh vật to lớn có quá trình sinh sản dài hơn rất nhiều so với những loài bình thường. Chỉ riêng việc mang thai của chúng đã có thể kéo dài đến cả năm, và có khi con cái sẽ chỉ sinh sản vài năm một lần. Chiến lược sinh tồn của cá đuối cũng giống như một số loài động vật khác trong lịch sử như voi ma mút. Nhưng dù sao, đối với cá đuối khổng lồ, để có thể khai thác được lượng sinh vật phù du phong phú ở đại dương, thì việc trở nên khổng lồ cũng đáng để mạo hiểm. Trong một thời gian dài, người ta đã nghĩ rằng sinh vật phù du ở vùng nước nồng là tất cả những gì mà cá đuối khổng lồ ăn. Người ta thường xuyên bắt gặp chúng bơi xung quanh các vùng nước nồng ven biển, há miệng và bắt những sinh vật phù du. Một số người đã nghĩ rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng hóa ra, cá đuối không chỉ cư trú ở những vùng nước nồng đầy nắng. Trên thực tế, chúng cũng là những cư dân biển sâu, thậm chí là rất sâu, đến tận vùng nửa đêm của đại dương. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm hiểu đầy đủ về cuộc sống của loài cá đuối khổng lồ. Nhưng việc theo dõi chúng là công việc vô cùng khó khăn. Cá đuối khổng lồ được biết là có thể di chuyển với khoảng cách rất xa, và khi các nhà khoa học đủ may mắn phát hiện ra một con cá đuối khổng lồ, thì thường là lúc chúng đang ở vùng nước nồng. Do đó, trong một thời gian dài, tất cả những gì người ta biết về cá đuối khổng lồ đều là từ những vùng nước nồng này. Nhưng khi thời gian trôi qua, một số nhà nghiên cứu có linh cảm rằng có vẻ cá đuối có nhiều hành vi hơn là những gì họ quan sát được. Để hiểu rõ hơn, các nhà nghiên cứu đã tìm tới Ecuador, nơi có số lượng cá đuối khổng lồ lớn nhất được biết đến. Tại đây, họ đã thu thập các mẫu cơ nhỏ từ cá đuối, cũng như các mẫu sinh vật phù du. Họ muốn tìm kiếm trên cơ thể cá đuối nhằm xác định chế độ ăn của chúng hoàn toàn là các sinh vật phù du ở vùng nước nồng. Để làm được điều này, người ta so sánh các đồng vị nitơ và carbon trong cả sinh vật phù du và mô cơ của cá đuối. Đặc biệt, các đồng vị nitơ rất hữu ích vì chúng có thể cho chúng ta biết các sinh vật biển đang ăn gì. Tỷ lệ nitơ sẽ tăng lên theo mỗi bước tiến lên của lưới thức ăn. Nói cách khác, những loài săn mồi hàng đầu như cá mập và cá ngừ sẽ có tỷ lệ nitơ cao hơn nhiều so với những sinh vật phù du ăn tảo. Và đồng vị carbon thì cũng rất hữu ích trong việc tìm kiếm nguồn gốc của thực phẩm. Ví dụ, sinh vật phù du ở bề mặt và ở khu vực sâu hơn có mức carbon 13 khác nhau. Điều mà các nhà nghiên cứu tìm thấy trong trường hợp của cá đuối khổng lồ là dấu hiệu hóa học của chúng không liên quan đến sinh vật phù du trên bề mặt. Điều này giống như chúng đang ăn thức ăn ở lớp trung mô, một lớp sâu hơn nhiều của đại dương. Sau đó, các nhà khoa học gắn thẻ vệ tinh lên cá đuối và phát hiện ra rằng chúng đang lặn ở độ sâu 1.400 mét. Một nhóm các nhà nghiên cứu khác đã gắn thẻ cá đuối ở ngoài khơi bờ biển Peru để xem chuyển động của chúng như thế nào trong suốt cả ngày. Họ nhận thấy rằng 3 trong số các loài cá đuối Mobula lặn sâu hơn nhiều vào ban đêm so với ban ngày. Có thể chúng ở gần bề mặt hơn vào ban ngày như một cách để sưởi ấm. Vì cá đuối khổng lồ là loài biến nhiệt, nghĩa là chúng không thể tự tạo ra nhiều nhiệt độ cơ thể và phải dựa vào nhiệt độ môi trường xung quanh để giữ ấm. Nhưng việc lặn sâu không phải là chuyển động bất ngờ duy nhất mà những con cá đuối khổng lồ của đại dương này thực hiện. Có vẻ như chúng đang di chuyển xung quanh môi trường sống của mình theo những cách khác với những gì chúng ta từng nghĩ. Trong một thời gian dài, người ta tin rằng những con cá đuối biển khổng lồ là những vị khách lữ hành của đại dương. Chúng di chuyển rất xa từ nơi kiếm ăn này sang nơi kiếm ăn khác. Và điều đó có lẽ đúng với một số loài cá đuối. Một cuộc khảo sát kéo dài hơn 4 năm của các nhà khoa học dọc theo bờ đông của bờ biển Hoa Kỳ đã phát hiện ra hơn 5.000 lần sự xuất hiện của cá đuối khổng lồ và thấy chúng di chuyển lên xuống tại những khu vực cách xa nhau hàng trăm dặm của bờ biển. Tùy thuộc vào nhiệt độ nước, chúng có thể thực hiện những cuộc di chuyển với khoảng cách rất xa. Nhưng các nhà nghiên cứu khác khi quan sát những con cá đuối khổng lồ quanh Mexico và Indonesia lại phát hiện ra rằng cá đuối ở đây không bơi quá 250 km tính từ nơi chúng được gắn thẻ lần đầu tiên. Có vẻ chúng đã bám sát các khu vực kiếm ăn gần hơn nhiều so với những gì các nhà nghiên cứu mong đợi. Cá đuối cũng có những chế độ ăn rất đặc trưng cho khu vực mà chúng sinh sống. Vì vậy, việc chúng không đi xa có thể là do nguồn thực phẩm dồi dào ở những khu vực đó. Việc tìm kiếm và nghiên cứu những quần thể cá đuối ít có sự thay đổi về mặt địa lý này có thể mở ra một chương mới trong việc nghiên cứu cá đuối. Và rõ ràng là chúng ta vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về chúng, bao gồm cả một số điều cơ bản như liệu sinh vật bí ẩn này có thể thay đổi màu sắc cơ thể không? Và nếu chúng có thể, thì tại sao đến bây giờ con người vẫn chưa biết nhiều về khả năng ngoạn mục này? Cá đuối thường được mô tả là sinh vật có một loại màu sắc chính được gọi là chevron, có màu xanh nước biển sẫm hoặc màu đen ở trên hầu hết mặt lưng của chúng, cùng với hai mảng trắng hình tam giác trên đầu. Phần bụng chủ yếu có màu trắng với các hoa văn và mảng màu đen khác nhau. Nhưng khi các nhà nghiên cứu quan sát những cá thể được nuôi nhốt, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy màu sắc của những con cá đuối khổng lồ có sự thay đổi nhanh chóng. Vùng da quanh mắt, miệng, bên trong vây đầu và cả các hình chữ V trên lưng đều sáng lên hoặc tối đi nhanh chóng khi các cá thể này tương tác xã hội với nhau, hoặc ngay trước khi chúng được cho ăn. Vì vậy, đây thực sự là điều mà các nhà khoa học cần phải xem xét. Tất cả sự thay đổi màu sắc đã bị đảo ngược khá nhanh. Nhưng các nhà nghiên cứu đã không biết làm thế nào hoặc tại sao những con cá đuối khổng lồ lại có màn trình diễn như vậy. Người ta chỉ biết rằng chúng có khả năng thị giác tốt và một bộ não lớn. Vì vậy, có thể sự thay đổi màu sắc có liên quan đến hành vi xã hội của chúng. Và khả năng này không chỉ giới hạn ở loài cá đuối đại dương khổng lồ. Người ta cũng quan sát thấy loài cá đuối manta nhỏ hơn sống ở các rạn san hô cũng có thể thay đổi màu sắc. Đó là một gợi ý thú vị về việc loài cá đuối phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta biết về chúng. Một bằng chứng khác cho thấy mức độ thông minh của chúng là bài kiểm tra khả năng tự nhận biết qua gương. Thí nghiệm này thường được cho là một trong những cách đáng tin cậy nhất để đánh giá khả năng nhận thức và nhận biết của động vật. Đối với động vật trên cạn như tinh tinh, chúng dễ dàng để có thể đánh giá được hình ảnh phản chiếu ra từ gương. Mặc dù các nhà nghiên cứu không thể dễ dàng thực hiện công việc này trên cá đuối, nhưng họ cũng đã quan sát được rằng cá đuối làm các hành động của chúng lặp đi lặp lại trước gương nhiều hơn đáng kể so với điều kiện thông thường. Chuyển động ở vây đầu của chúng cũng tăng lên, giống như kiểu chúng đang tự ngắm nhìn khuôn mặt mình vậy. Không hoàn toàn có thể nói liệu chúng đã vượt qua bài kiểm tra trước gương này hay chưa, nhưng dù sao thì kết quả đó cũng thật hấp dẫn. Và mặc dù rất khó để định lượng trí thông minh của bất kỳ loài động vật nào, đặc biệt là cá đuối khổng lồ, nhưng người ta biết rằng chúng có bộ não lớn nhất trong thế giới loài cá nếu so về mặt tỷ lệ. Trong chi Mobula telencephalon là phần lớn nhất của bộ não, chiếm 61% tổng khối lượng. Đây cũng là vùng não liên quan đến trí nhớ, khả năng học tập, hành vi xã hội phức tạp và khả năng xử lý giác quan cao hơn. Có rất nhiều đặc điểm của cá đuối khổng lồ khiến chúng trở nên độc đáo. Bộ não, hành vi cơ thể của chúng và còn nhiều thứ bí ẩn khác nữa. Nhưng nhiều khía cạnh trong lối sống của chúng cũng khiến chúng ngày càng dễ bị tuyệt chủng. Năm 2018, cá đuối khổng lồ được liệt vào danh sách bị đe dọa theo đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Hoa Kỳ. Vì cá đuối khổng lồ là loài ăn sinh vật phù du, nên chúng có khả năng cũng đã ăn phải một lượng lớn vi hạt nhựa. Và chúng ta chưa biết điều đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của loài động vật có thể sống hơn 40 năm này hay không. Chúng cũng dễ bị tấn công bởi hầu hết các hình thức câu cá. Và ở môi trường sống vùng nước nông, cá đuối khổng lồ thường xuyên va phải tàu thuyền chạy ở phía trên mặt biển. Một số người cũng có sự tin tưởng mù quáng rằng các tấm mang cá đuối mang lại sức khỏe và sức sống cho người ăn chúng. Vì vậy, cá đuối khổng lồ bị giết với số lượng lớn để khai thác một phần cơ thể không có nhiều giá trị. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng hết sức trong việc tìm hiểu hành vi của cá đuối để có thể bảo vệ chúng. Điều đó có thể là tạo ra các khu vực sinh sản an toàn cho chúng, hay theo dõi các chuyển động khi chúng từ vùng biển sâu trở về vùng nước nông. Càng biết nhiều, chúng ta càng có thể đảm bảo các hoạt động của con người sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. Và bạn nghĩ sao về loài vật khổng lồ ấn tượng này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!